Em từ Minh Thượng Kiên Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Hiện nay em đang có mặt tại ấp Kinh Sáu, xã Minh Thuận, huyện Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Thì thưa với quý cô chú anh chị, hôm nay em đến tiếp tục đến nhà anh nghệ sĩ Ngân Phúc để mà chia sẻ cập nhật tình hình sức khỏe của anh nghệ sĩ Ngân Phúc ngày hôm nay. Thì thưa với quý cô chú anh chị, thì được sự mà được cuộc gọi của chị Kiều gọi về là nói rằng là nghệ sĩ Ngân Phúc ngày hôm nay là ảnh cái tinh thần của ảnh rất là phấn khởi của chú anh chị, sức khỏe của ảnh rất là tốt luôn. Hôm nay là chọc là cười. Nhưng mà có một cái là cũng rất là mừng, rất là vui luôn. Bây giờ là anh lên nằm võng là anh đưa được luôn cô chú anh chị. Bây giờ là anh lên nằm võng là anh tự biết éo người qua éo lại để cho cái võng đưa tới đưa lui luôn. Nhưng mà cái mà về cái tinh thần của anh á, thì bây giờ đó là còn có thể là vui tươi hơn lúc trước. Làm như là khi sau khi mà anh uống thuốc bổ não đó cô chú anh chị, thì sức khỏe anh càng ngày càng cải thiện lại lần lần. Cho nên anh rất là nhìn anh rất là tốt luôn, gương mặt rất là tươi tốt luôn cô chú anh chị. Rồi sẵn đây hổm gà em Tài có chia sẻ cái sản phẩm mà ngải đen ngải chống độc cao Trung Sơn. Thì em Tài là có để hai số điện thoại dưới màn hình này của chú anh chị. Cô chú anh chị cần tư vấn về sản phẩm thì hãy gọi vào hai số điện thoại đó. Bây giờ em Tài xin mời cô chú anh chị vào bên trong cùng em Tài. Chứ với lại là em Tài có làm về sản phẩm thuốc trị đau bao tử đó cô chú anh chị. Thì hiện giờ là em Tài đã làm là rất là nhiều, nhưng mà tặng thì tặng không kịp. Thì cô chú anh chị nào đã nhận được rồi thì cô chú anh chị sử dụng là sáng là mình đánh răng xong cái mình ngậm bút khoảng cơ gần 1/3 muỗng cà phê của chú anh chị. Cô chú anh chị ngậm vô cảm thấy mặn rồi cái cô chú anh chị uống nước vô liền, uống nước ấm. Thì cô chú anh chị mình nấu nước sôi xong mình để ấm lại đi, rồi mình ngậm một miếng xong cái mình cảm giác mình thấy mặn là mình uống nước vô liền. Sáng chiều giống nhau, mình uống bụng đói nha cái thuốc trị đau bao tử. Còn thuốc cao Trung Sơn thì cô chú anh chị ăn cơm xong nửa tiếng đồng hồ sau mình uống. Nếu mà dặn bột thì mình múc đầu tiên mình múc nửa muỗng, mình pha với nước ấm, xong cái mình không có bị tiểu đường thì mình kết hợp chung với mật ong là mình uống. Còn viên thì sáng uống 3 viên, chiều uống 3 viên, 3 ngày sau mình tăng lên sáng 5 viên, chiều 5 viên. Dặn bột cũng vậy luôn cô chú anh chị, 3 ngày sau mình tăng lên là một muỗng đầy nha. Rồi có thể là một muỗng đầy dung luôn cũng vẫn được, thì trong cái hộp nó đều có cái muỗng hết, hộp nhỏ hộp lớn gì bây giờ cũng có muỗng hết cô chú anh chị, nó đã làm hoàn thiện lại hết rồi. Còn viên thì hiện giờ cũng đang thay đổi làm mẫu lên luôn, lên hộp luôn cho cô chú anh chị mình yên tâm sử dụng. Chứ bây giờ giao cái hộp không, cô chú anh chị nhắc nhở hoài luôn, thì bây giờ cũng đã đăng ký được và làm rồi cô chú anh chị. Đợi là cấp phép với nó là lưu thông đi là cái hộp viên là có hộp lên luôn. Rồi bây giờ em Tài thì cái sản phẩm mà thuốc trị đau bao tử thì em Tài gửi tặng cho quý cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị mình hãy gọi vào hai số điện thoại dưới này là em Tài sẽ gửi tặng cho cô chú anh chị mình nha. Rồi bây giờ em Tài xin mời cô chú anh chị vào bên trong cùng em Tài để thăm tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Ngân Phúc ngày hôm nay như thế nào cô chú anh chị. Trời ơi, giờ nằm giống cũng thừ luôn. Hả? Chị Kiều, làm như mặt dẫn này, thầy thấy cái gối vừa dục dục ra vậy? Rồi lấy thử đi. Thầy ơi, chơi dục gối vô mặt ra. Mạnh. Phúc ơi. Phúc ơi. Chơi bà Kiều chơi thảy thảy gối mặt ra. Để lại lạnh phải không? Bữa nay nhìn ảnh tươi tắn hơn ngày qua rất nhiều luôn nè. Hôm qua là thấy còn hay là hôm qua tại ánh đèn không có đèn, cái cúp điện cái thấy qua hả, hồi hôm cười quá. Cười lắm hả chị? Cười. Dạ. Yeah. Sao nằm cao cao lên. Sáng này cũng cười nè. Dạ. Yeah. Nè. Trời ép cái tay tôi. Dở lưng lên nè, dở lưng lên. Trời ơi nhìn gương mặt tươi tắn ha. Sĩ sạn rồi ha, điệu bỏ ngàn. Sáng ăn cơm rồi hả chị Kiều? À chưa, ăn con nuôi nè. Nha. Mấy ăn nuôi không? Phúc ơi. Chưa có ăn cơm không chị Kiều? Ăn. Bà con là quan tâm đến dữ lắm đó nha anh Phúc, ngày nào cũng điện hỏi thăm anh Phúc hết. Dạ, nằm giống vậy nè cô chú chị. Đẹp một chút đi. Chị Kiều đã xấu rồi, chụp tấm hình sao xấu thêm nữa. Quét cái gì mua nữa, mấy triệu làm gì. Xấu rồi. Giết là hơn em bé rồi nữa. Dạ. Bò, mạnh lên nè.
lấy vò đỡ đạp lên tiếp. Đạp lên tiếp này. Rồi cái tay đâu rồi? Đau 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 xù gì vậy? Giờ nằm giống đung đưa gì mát mẻ quá trời luôn. Đưa gu ngủ chưa luôn. Giờ nằm giống như hết hết nằm trên cái giường của chú chị. Nằm giống như thấy cái mình cong cong vậy không ta? Đưa nha. Được vô cái đầu đụng vô cây cột chứ là làng luôn á. Chửi luôn. Hạnh phúc. Đụng cái chửi luôn nha. Mắt là đờ giấc này cũng buồn ngủ rồi cô chú chị. Giờ này cũng 11 giờ 3 phút rồi. Gần tới giờ ăn trưa gần cái mới ngủ. Hạnh phúc ơi. Khỏe hơn Phúc. Mắt là đờ. Ơi thôi để em tài để cho anh ngủ trưa của chú anh chị. Rồi là đờ một chút kìa. Rồi đưa đưa cho cậu ngủ không? Hát cho lợn, bé lợn. Hát cho cậu ngủ rồi lợn. Hát bản là gì con đi học con hát hoài đó. Trở. Ừ, đưa đưa từ từ con để cái đầu trúng vô cái cây cột à. Giờ nằm giống gì thấy ngon lành ha. Uống nước anh Phúc. Ơi. Trời ơi, cái muỗng chưa tới nữa hả ra là nhìn biết đó chị Kiều. Biết à. Ừ. Nhìn vô là biết đó. Ừ. Cho uống thuốc bổ não hả chị? Bổ não. Dạ. Cái thuốc này là thuốc bổ não của cô chú anh chị. À, 8 hộp, bữa 8 hộp phải không chị? 3 triệu, 3 triệu 3. À, trong đó là có luôn cả hộp này luôn. À, 8 hộp 3 triệu 3 bổ não. Thẻ lắm. Còn thuốc cao Trung Sơn thì anh chỉ uống buổi sáng thôi, ăn cơm xong uống. Thuốc tối. Này. Thuốc này uống buổi trưa với buổi tối hả chị? Buổi này uống buổi sáng. Dạ. Còn buổi tối dễ ngủ á. À cao Trung Sơn giờ uống buổi tối. Tại vì giờ mình điều trị bộ não cho ảnh rồi thì cao Trung Sơn tạm ngưng lại, chỉ uống lại buổi tối thôi cô chú anh chị. Tối là nó ngủ ngủ. Dạ. Anh ngủ ha. Ngủ mà không ngủ lâu. Ừ. Ngủ mơ mơ màng tại vì tối giấc tối ngủ mới lâu. Ờ, tại vì đang uống thuốc. Đó. Mơ mơ uống thuốc. Thì nói chung chắc anh em mình cũng quay khoảng đoạn nữa là để cho anh ngủ cho cái giấc ngủ anh sâu ha. Ừ. Vậy đó, đó bắt đầu thức chút xíu à. Hậu Giang ơi làm sao đăng ký kênh không biết. Dạ cô ơi, cô vô YouTube á cô. Rồi đây là cô chú anh chị. Cô vô YouTube á cô bấm. À, hiện giờ là anh đang. Có chữ đăng ký đen đen. Hiện giờ là anh đang ngủ mà anh ngủ mơ mơ màng màng tí xíu rồi cô chú anh chị. Chưa không cũng lâu. Là nó báo giờ máy cô à. Ngủ mơ mơ màng tí xíu. Dạ. Chú chào anh. Gì mà che gãy đầu dữ vậy anh Phúc? Linh Nguyễn. Phúc ơi. Chào anh Hậu Giang. Dịnh dịnh đầu. Ê, làm như buồn ngủ à anh Hậu Giang. Em là tại U Minh Thượng Kiên Giang nè anh ơi. Phúc ơi. Nghệ sĩ Ngân Phúc. Này anh đưa giọng nhưng mà cười. Giờ mới cho uống thuốc xong đó anh. Mới mới uống xong. Ừ. Tại vì khi sĩ bà con mà sử dụng ngay đây là chúng đọc của các chúng sơn đó là. Ờ, thưa với cô chú anh chị thì hiện giờ là em tài có làm thêm sản phẩm đau bao tử rồi cô chú anh chị. Cái này sản phẩm này thì em tài gửi tặng cho quý cô chú anh chị mình nha. Đây. Đó, cái sản phẩm này thứ mình sử dụng dễ lắm, sáng mình ngủ quá thức dậy. Xong cái mình đánh răng xong cái mình ngậm, ngậm khoảng cái nửa muỗng cà phê của chú anh chị. Ngậm cái mình cảm thấy mặn cái là mình uống nước ấm vô. Mình uống nước vô, nước nấu sôi để mắm là mình uống vô cho chú anh chị. Còn đây là sản phẩm ngải đen ngải chống độc cao Trung Sơn. Thứ nhất là nó ngăn ngừa hạn chế di căn các tế bào bị ung thư. Hỗ trợ về việc điều trị các chứng bệnh như là ung bú, dạ dày, xương khớp, thoái hóa cột sống, bệnh chỉ, bệnh tiểu đường và các bệnh viêm ngứa, tê tay, tê chân. Thoái hóa cột sống là rất là hay luôn cô chú anh chị. Anh chị cũng rất là hay luôn.
Đó, cô chú anh chị, đây là sản phẩm bên kênh YouTube Tài Hoàng Bình Thượng là hiện nay đang tặng mà thuốc đa bao tử này ha. Cô chú anh chị chỉ cần gọi điện về hai số điện thoại em Tài để dưới thì có nhân viên trực tiếp sẽ tư vấn và gửi thuốc tặng cho cô chú anh chị mình. Rồi, bây giờ thì em quay anh nghệ sĩ Ngân Phúc cho cô chú anh chị mình xem. Linh Nguyễn. Ngủ đưa toàn ten nằm giống đã biết. Bây giờ anh đang ngủ. Cho Hậu Giang. Ai ta? Cho vui chứ. Chọc Hậu Giang cho vui chứ. Chị kiếm ai chị? Mà. Dạ Hậu Giang cảm ơn bà con. Dạ. Chị kiếm em hay là kiếm ai? Kiếm em hả? Thuốc uống hả? Cao trung sơn á. À. Bột, dạ. Bột hộp nhỏ hả? Bột hộp nhỏ hả? Có. Vô đây nè chị. Vô đây chị. Có người lại mua nữa nè cô chú anh chị. À, đây em gửi chị. Dạ dạ. Cái này là chị lấy giùm ta hả? Lấy giùm. Dạ. Chị nhìn anh Phúc nè, bữa nay nè. Khỏe không chị? Khỏe. Ngon lành này. Chị bữa nay nó lấy mấy hộp rồi chị? Bà hộp này lấy giùm hộp này nó là 3 hộp rồi nè. 3 hộp rồi, rồi bà con uống thấy sao chị? Người ta nói cũng khỏe. Khỏe hả? Dạ dạ dạ. Thì rất tốt, dạ. Dạ. Thì, Ngân Phúc hôm nay phút này thì nói chung là vòng vòng sớm này là hầu như là nhà có một hộp hết trơn. Mẹ của anh Ngân Phúc, cô bây giờ là bao tử của cô là ăn mắm lại bình thường rồi đó. Ngứa là hết trơn luôn. Chị nhớ cái tay của cô không? Bây giờ cái tay chị qua chị nhìn đi. Bây giờ chị qua chị nhìn cái tay coi. Hết đen hả? Rồi đâu có còn ngứa nữa đâu, không có còn sần sùi nữa, bóng hới luôn. Bóng hới lắm chị. Dạ. Nhà chị gần đây không chị? Ngủ rồi. Dạ. Ở gần. Dạ. Ngủ gì đó chị ơi. Gần Khang nữa. Dạ dạ. Ủa phải Khang không? Khang á. Trương Hùng, Hậu Giang. Vậy phải chị chỉ nhà em ghé lên đưa thuốc luôn khỏi chạy lên đây. Dạ hả? Ủa coi ấy thuốc đau bao tử không? Gây. Hổm ra nói mua này rồi tặng gì đó thì có tặng không? Đây nè, tặng hộp thuốc đau bao tử nào. Hộp nhỏ gì đó hả? Dạ. Cái này là chị biết sao không? Cái này là sáng ngủ thức dậy đánh răng xong ngậm nửa muỗng phê ra nha, ít thôi nha. Ngậm cái cảm thấy mặn cái là uống nước ấm vô, mình nấu nước sôi để ấm ấm mà mình uống vô là xong, sáng chiều gan nhau. Chưa ăn đó. Dạ chưa ăn, bụng đói uống. Dạ, bụng đói uống nó mới thấm vào bao tử mình. Còn thuốc cao trung sơn này á là mình phải ăn cơm no mình mới uống nha chị. Dạ, bây giờ nó ra cái hộp giấy luôn à. Có giấy rồi nè. Đợt lấy giùm ta không? Bây giờ nó ra cái hộp giấy giống gì luôn nào. Dạ, nhưng mà tại cái này còn có mẫu cũ em để bên đây cho chị Kiều á, em chưa nó chưa. Mà là nhớ hổm như làm như trắng xác hay gì không có. Không, cái đó là viên á, cái là viên nó mới trắng xác. Còn bột là cái mà bây giờ viên bột gì nó cũng đều lên hộp hết trơn rồi. Dạ, được cấp phép. Ủa này bà hổm mấy bà chị bá điện bá cúng miệng mượn đây giùm cái bao tử này nè. Không kìa, hai ba người lấy rồi đó. Có ai lấy đâu, có mượn giùm lấy giờ hổm ra không có làm. Vậy là bao nhiêu hồ hũ nữa? 4 hũ, 4 người. 4 người đâu có 4 hũ người. Rồi bây giờ lấy 2 người đi, rồi bữa nay em đi ngang em đưa thêm nữa. Đi không? Dạ có. Đây, ra đây, em còn ngoài xe mà này, mấy hũ nữa nè. Tỉnh không? Dạ, Hậu Giang xếp đi mà các tỉnh đó bà con. Đây nè. Cái này là bà con cũng đặt nè, em đem theo nè. Em theo bây giờ đưa cho chị, rồi sau lát đưa cho bà con đây. Bây giờ đưa chị 2 hũ nữa ha, 2 hũ nữa cho đủ đi. Đây, nó là 4 hũ. Cái này là tặng không luôn đó hả? Tặng không đó. Ừ. Cảm ơn. Dạ. Chị lấy tiền hộp thuốc thôi. Ừ, quên nó chạy chút xíu nó về. Không nhắc nói tặng tặng nhớ tính con. Khang kiếm cái bọc cho chị ha. Dạ. Gần nhà em mới vậy. Đáng lẽ kêu bằng bà thím á mày. Bằng bà thím. Cha mày còn kêu tao bằng thím nữa, mày kêu bằng. Dạ. Đây của anh chị. Bà trăm rưỡi ngàn chị. Ủa mình ngậm là nó tan hả? Dạ, mình ngậm cảm thấy mặn là mình uống cho đi. Mặn nữa? Dạ. Tại có nó muối cũng hơi nhiều. Dạ. 400 hả? Thôi là 350. Biết có tiền hồi không đây nữa. Đây, vô. Không mở miệng ra ha. Cười chị lấy mà. Chị lấy 50 ngàn. Thái. Dạ. Cười hả? Ừ. Hậu Giang chậm không à? Cái này phải làm cái giọng mà lưới này á. Cười. Cười luôn hả? Cười luôn bà con ơi. Ta đang cho cái giọng này luôn. Mừng quá cười luôn hả? Mừng quá cười luôn. Này nó có giọng lưới rồi nó bớt thằng đi. Đúng rồi. Cái giọng cho
Hậu Giang chọc á, Hậu Giang nó không mở miệng, Hậu Giang đưa vô cái cười. Này. Ê, sao cắn mũi tôi? Khỏe lắm rồi chị, mừng lắm. Khỏe, thấy chị có da, có thịt ha. Cái này chừng kilo nữa, cái giò nó mới không, hấp được. Không gà chị biết không? Không gà. Mua thuốc vậy chị? Anh ăn được. Anh ăn được á, làm kiếm lại. Hả? Uống bớt không? Nó giùm ta không mà thì người ta nói bớt. Bớt ta mới kêu mua nữa chứ. Không bớt sao mua nữa. Mua giùm là 3 hũ rồi đó. Dạ. Mặt đậu con. Nó uống không? Mặt tươi ha. Mặt dạng rồi, vậy mới là nghệ sĩ Ngân Phúc chứ. Bây giờ khỏe rồi. Dạng rồi. Em mượn 2 hũ đau tử em gửi tặng luôn à. Rồi mời em qua em đưa cho hũ khác. Ừ, tặng đi. Chị kêu sử dụng là ủa em... hổm gặp dạ, kiều thấy đen sống bên này thấy trắng hơn hổm rồi em hả? Ừ. Chị kêu à, trời ơi sắp mặt nữa rồi à. Chị kêu ủa chị nói gì? Chị thấy kiều trắng hơn hổm. À chị kiều hổm thì xấu đó thôi. Có cái người cô ha, để ý đi kiều á, ban đêm ban ngày thì nó đen mà ban đêm nó rất là đẹp. Trời ơi. Nói gì đó là người nó là hai sắc mặt. Là có kiểu trong nhà này có người dựa người ở nhiều lắm. Trời ơi. Có người đàn ông là người, người già tuổi lớn tuổi với 5 đứa trẻ. 5 đứa nít nói cái khủng khiếp. Nó nằm giọng thấy cưng quá à. Thì có gì đâu, bây giờ không có gì sợ chứ. Giả sử như ở đây mà có người khuất mặt ở đây thì mình ăn uống hàng ngày mình mời, mình biết người ta thì người ta cũng không có gì mình chân á. Giống như cái người sống mình vậy thôi à, không có gì chân á. Ủa quen không? Ủa mà giờ không vậy? Quen quen. Chắc không biết đâu. Mình ăn uống gì đó, trước khi mình ăn mình mời đi. Hay giòm dữ đó. Mình thường biết chút chút rồi vậy. Hôm qua bà Tâm lại giờ nói chuyện ra ngoài đó là nó giòm nó kiếm. Vậy đó. Tâm lại. Thế mấy người mua thuốc uống ở gần nhà chị không? Hậu Giang lên số, Hậu Giang lên số điện thoại. Chợ Kinh Hai hả? Dạ, Hậu Giang dạ. Để trên thumbnail. Để bữa nay qua bển em tư vấn em hỏi thôi. Dạ. Hỏi bị bệnh gì mà uống thấy bớt. Có người chị thì ở dưới chỗ nhà thờ á, bà nhất bà sưng cái giò bà luôn á, mà nói bà khỏe rồi. Dạ, là cái đó là bệnh gút á. Bà nó sưng cái đầu gối á, gối bả giờ khỏe chưa, bà nó khỏe rồi. Sử dụng đi, hiệu quả lắm. Cái này thuốc nam là nếu mà hết là kêu bằng chị tận gốc đó. Ừ. Với hai nữa là không có bị tác dụng phụ cho nên bà con mình sử dụng là an tâm đó chị. An tâm. Dạ. Cũng như má em mà hỏi. Bởi vì mà nghe thuốc nam không là mình chịu rồi sợ. Má em mà hôm nay má nằm má ăn không đó chị. À. Tới bây giờ bà bước ăn trước bà ăn được. Vậy bà ngồi bà, bà đi tới gặp luôn. Bà gặp từ hồi đó rồi bà đi được tới giờ đi đằng bà qua rồi gặp đó tới giờ đâu có gặp bà nữa đâu. Bà đâu có đi được đâu. À, vậy đó, 10 năm mà cô không ăn mắm được đó mà giờ cô ăn được bình thường rồi đó chị biết. Là nó hiệu quả như thế nào rồi đó. Nói chung là ngã đen ngã chống độc này là hay thật sự. Em đi quay thiện nguyện chia sẻ biết bao nhiêu hoàn cảnh bệnh, biết bao nhiêu người ta uống thuốc mà có ai có hết đâu. Khi sử dụng đủ thứ thuốc chừng hỏi chị có qua bớt không chị? Không cũng vậy à. Mà có chỗ này sao thuốc này là đưa cho nghệ sĩ Ngân Phúc uống thấy khỏe. Chị biết không? Em mới chia sẻ lên bây giờ lúc là bà con uống dữ lắm luôn. Lúc đầu thì thật sự em với kênh của Tài U Minh Thượng là không có chia sẻ ngã đen ngã chống độc lên kênh của mình. Mà thấy trước mắt nè anh Ngân Phúc từ một người là cại miệng cại muỗng để mà cại miệng để mà đổ sữa cho anh đó. Nhưng mà chị thấy rồi khi mà anh sử dụng rồi anh phục hồi dần rồi hai anh em mới nói là hai anh em mình cũng đi làm thiện nguyện mà tại sao những cái này có lợi sức khỏe cho bà con của mình. Mắc gì mình không chia sẻ lên kênh của mình để bà con sử dụng. Đó từ chỗ đó mấy anh em mới chia lên sẻ lên kênh đó chị. Mình thấy trước mắt luôn. Dạ rồi ăn được ngủ được phải. Dạ rồi mới ăn được ngủ được. Chứ bây giờ em nói thì giả sử như ai nói em cũng không tin. Nhưng mà em thấy trước mắt tại vì tụi trước em mắt mới dám đi ở hàng ngày ở đây nè. Mình thấy rõ ràng thực tế luôn. Mà cuối cùng rất là nhiều bệnh nhân khi mình chia sẻ thuốc cho bệnh nhân uống, bệnh nhân cũng vẫn hết giống như hiện nay là chị lại đó. Chị mà thấy nghe ai cũng khỏe hết trơn á. Dạ dạ. Ai uống là thấy khỏe. Dạ. Mừng cho bà con mình lắm. Dạ. Rồi mà chị đem thuốc về nói nhớ em Tài gửi tặng cho hữu đau bao tử nha. À, dạ. Bà người chị rồi người em. Dạ. Mà mình uống Cao Trung Sơn là. Dạ, mình uống Cao Trung Sơn là không cần phải uống thuốc đau bao tử đó nha chị, tại Cao Trung Sơn nó điều trị cho mình luôn rồi. Vậy hả? Dạ, Cao Trung Sơn chị hay hơn cái thuốc bên em làm. Tại vì thuốc em làm là chỉ là để cho bà con không có khả năng để mua Cao Trung Sơn uống thì em tặng. Còn nếu mà đã mua Cao Trung Sơn uống rồi thì đừng uống thuốc bên em, đừng thuốc uống thuốc đau bao tử. Cao Trung Sơn này nghe nhiều người cũng ham mua dữ lắm mà tại vì người ta mặn không ra tiền nên dạ, nghe. Dạ, dạ. Bà con cũng ngán tiền nhưng mà có bà con là chị vài chục triệu không hết. Nhưng mà lại uống cái này nó đơn giản có mấy trăm ngàn mà lại hết. Mình thấy nó hay là hay cái đó.
tại vì có cái ngải đen á chị, ngải đen ngải chống độc á, hai thứ đó. Dạ. Thế chị Đào bảo là ba bệnh viện là trả về đó. Dạ. Mà bây giờ người ta uống lên người ta đi được rồi đó. Còn chị ung thư phổi đó chị. Còn ung thư phổi là hiện giờ là chưa biết. Đúng rồi con. Đúng rồi. Bây giờ bà đi luôn rồi đó. Chị thấy là một bữa là mất gánh chị bằng võng không đó, bây giờ chị đi rồi đó. Dạ, em có quay cái đoạn video gánh chị bằng võng đi đó. Gánh bằng cái võng á. Mà chị ôm nhăn nhó giờ chị đi luôn rồi. Dạ. Mà có mấy ngày đâu, mới uống có 12 ngày. Vậy đó. Cải thiện sức khỏe. Không mà thuốc này làm như giống như là mình nói thuốc tiên thì nó kỳ quá thì nó muốn từ luôn á. Dạ. Ừ. Uống mấy nửa hũ là ăn được ngủ được rồi đó. Mà giờ anh ngủ ngon lắm, chị mừng lắm. Rồi đúng chị rồi. Kiều cái chân cũng hết luôn hả chị Kiều? Hết luôn. Vết thương bữa nay làm cỡ bao nhiêu bà con? Con nữa rồi đó chị. À quên rồi chị Kiều ơi. Bà con nhắc chị là đừng cho anh Ngân Phúc ăn thịt bò nữa nha. Dạ. Ê chị nghe nè, hạng nhất là chuối á nghe. Chuối chín mình á. Dạ. Ai mà bị lỡ lát là nó tại bà con nói là dạ. Ừ, chú chín độc lắm. Dạ. Đâu vậy chị? Ừ, chú chín với rau muống rồi đó. Dạ. Rau muống là đặc biệt không cho ăn rồi đó. Chuối mà chuối nó thì được, nó cũng hơn rau muống rồi đó. Dạ chị. Chuối độc vậy hả chị? Ừ, độc lắm. Ừ, gì không cho ăn chuối. Này đó. Không ai có cho ăn chuối chị Kiều. Không đâu. Mấy tháng nay đâu cho ăn chuối. Lúc trước có cho ăn. Lúc trước ăn không có ăn chuối cao. Lúc trước ăn cao. Chuối cao tí mà phải nghỉ luôn. Chứ đâu biết vụ lỡ mà ăn nó không hết chứ. Nhiều khi mình không biết. Thấy nó bổ gì đó mà. Thì bà con thấy cái gì bà con biết hay đó bà con chia sẻ đi. Rồi Hậu Giang và các anh em chia sẻ lại cho chị Kiều hết rồi bà con. Cắt luôn rồi bỏ. Dạ. Cho nên nó mới lâu vậy đó. Dạ. Hậu Giang chào bà. Phải lỡ bình thường là nó cũng hết. Cắt gì nó lành cũng lâu đó, lành từ từ chứ. Chúc cho bà con. Cắt luôn cục thịt luôn. Nguyên con lên cắt luôn. Dạ. Chị ơi, chị về mà chị dặn bà con là khi mà sử dụng ngải đen ngải chống độc đó là uống nước nhiều vô chút nha chị. Và sẽ để thêm bài tiết trong cơ thể ra đó chị, độc tố rồi ra. Nói chung ai bị nóng á, ai bị nóng hả dùng nước nhiều. Còn nếu mà uống vô không có cảm giác nóng thì mình cứ bình thường thôi. Nói chuyện đi sáp sáp là người ta tưởng là làm gì chung nha. Chung cái giọng. Đây để em tài chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình biết thêm. Đây là hộp thuốc là ngải đen ngải chống độc cao Trung Sơn. Thứ nhất nó ngăn ngừa hạn chế di căn các tế bào bị ung thư, hỗ trợ về việc điều trị các chứng bệnh như là ung bú, dạ dày, xương khớp, thoái hóa cột sống, bệnh chỉ, bệnh tiêu đường và các bệnh viêm ngứa, trong đó tê tay, tê chân, thoái hóa cột sống rất là hay luôn cô chú anh chị. Thì bị đau bao tử, lem lét, dạ dày đó, nó rất là hay luôn. Thì cô chú anh chị nào muốn đặt sản phẩm thì hãy điện vào hai số điện thoại ông Tài để dưới màn hình nha. Rất là tốt cho sức khỏe mình của chú anh chị. Đây là bà chị lại mua thuốc giùm, để mua giùm cho bà con uống rất là khỏe. Rồi với ông Tài xin tạm ngưng tại đây cô chú anh chị. Thưa cả nhà trên kênh Tài U Minh Thượng Kiên Giang, thưa cả nhà hôm nay thì Trung rất là vinh hạnh khi mà được xuất hiện trên kênh của Tài. Thưa cả nhà thì hôm nay thì Trung ghé đây với chỗ anh Tài về cái hoàn cảnh của nghệ sĩ Ngân Phúc, là một đệ tử của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đã không may bây giờ anh không may thì mắc một căn bệnh là gọi là bệnh khô não, và bây giờ đang ở tình trạng là khá là gọi là nghiêm trọng luôn cả nhà. Nghiêm trọng đối với, thật sự là rất rất là nghiêm trọng đối với cách đây chừng là 4-5 ngày trước. Là lúc đó thì tình trạng của anh Ngân Phúc là có thể nói là rất là nguy kịch luôn cả nhà. Mình có thể nói là không biết một cái gì hết. Ở đây thì có chỗ chị Kiều là chị của anh Ngân Phúc. Và chị Kiều, thưa chị Kiều, là chị chia sẻ là trước đó là cách đây khoảng 4-5 ngày trước á, thì anh Ngân Phúc tình trạng là như thế nào chị ha? Như là nó mê man, nó cứ ngủ hoài anh. Về tay chân nó yếu lắm. Nó mê man, nó ngủ hoài, nó không có mở mắt có gì. Mắt thì tình trạng mắt là như thế nào chị? Mắt thì nó cứ liêm diêm giờ nó liêm tiếp vậy đó. Lờ đờ. Không có mà mở mắt giống như và bình thường. Dạ, như bây giờ. Liêm hiếp hoài. Không có mở mắt như bây giờ. Rồi tức là kiểu như là cái người vô hồn không? Kiểu như mắt là vô hồn không có tự động. Dạ. Rồi cái tay là như thế nào chị?
tay thì nó để xuống, mình để đâu để đó chứ nó không có cầm đồ vậy như vậy. À, đây trên tay của anh Ngân Phúc đang cầm tiền cả nhà, đây là của Mạnh Thường Quân mình đã tới chia sẻ qua để mà giúp đỡ anh Ngân Phúc. Rồi thưa chị là sau đó hiện tại bây giờ thì anh Ngân Phúc đã có tiến triển thế nào chị hả? Dạ bây giờ nó đỡ lắm, mình thấy nó tay chân cử động rồi, mặt mắt thì lanh rồi, cổ thì xây qua xây lại. Dạ. Thế nó, rồi ăn uống sữa đầu nó uống ăn được vài bún bún cháo nữa, uống sữa nhiều. Dạ. Là chị chia sẻ là sau khi ảnh dùng cái gì mà thuốc nào mà có thể là giúp ảnh có thực sự cải tiến gì hả? Dạ thì uống thuốc của Cao Trung nè, có Cao Trung Sơn. Dạ. Trước đó mình có thử nhiều là thuốc khác không chị ha? Dạ thử nhiều thuốc khác lắm, ai chỉ gì kêu mua cái gì lại mua đó cho nó uống, mà thấy nó không có cải thiện gì hết, cứ nằm miết như em gầu buồn lắm. Dạ. Xong uống thuốc này em thấy nó. Dạ, chị nói chị. Dạ, uống thuốc này em thấy nó đỡ, nó khỏe lại em mừng lắm. Dạ. Dạ thưa cả nhà, đây sản phẩm Cao Trung Sơn là sản phẩm bên nhà Trung. Trung thì bên kênh YouTube là Cao Anh Trung Vlog, thì bên nhà Trung là đang có bán sản phẩm này. Đây là một bài thuốc gia truyền của thầy Tư Dễ, thầy đã để lại bài thuốc này và Trung đã may mắn được thầy gửi gắm và cũng có một sự thừa hưởng để mà giúp đỡ cho bà con. Bên nhà Trung đang bán với một hũ này ở nhà là 700.000 một hũ cả nhà nha. Và đối với những bệnh nhân nghèo khó khăn á, đặc biệt á, thì Trung có chia sẻ để mà giúp cho bà con mình có thể là được khỏe mạnh mà không phải tốn nhiều tiền ở nhà nha. 700.000 đối với cái người khác có tiền thì nó là lớn, nó là nhỏ thôi, nhưng mà đối với người mà nghèo khó thì nó là một cái số tiền khá là lớn cả nhà, nhiều lúc bà con mình không có đủ luôn đấy. Nhưng mà một điều quan trọng á là cái giá trị ở sản phẩm này, giá trị nó là gì, là khi mà Trung đã tìm kiếm cái nguồn củ ngải, thành phần chính là củ ngải đen, củ ngải chống độc, và Trung tìm kiếm một cái nguồn nó tốt, có chất lượng để cho và sản xuất theo dây chuyền khép kín nữa, và giúp cho bà con mình đảm bảo có sức khỏe, đảm bảo đâu đó về cái tính an toàn vệ sinh, an toàn về cái việc mà dinh dưỡng dược liệu mình đưa vô cơ thể. Và với cái sản phẩm này thì có rất là nhiều bạn con cô chú anh chị mình đã sử dụng và khỏe mạnh và chia sẻ lan tỏa qua để chia sẻ cho nhiều người, bởi vì nhiều người là có tốn cả tiền trăm triệu, hàng trăm triệu nhưng mà không có bớt bệnh đâu cả nhà. Nhưng may mắn thì sau khi sản phẩm ở Trung có thể là một cái sản phẩm mà nó có cái dược tính tốt, hoặc là cũng có thể là do đó có duyên và cũng có may mắn, có gì đó may mắn đã đưa đẩy cho cái sản phẩm này đưa đến cái người tiêu dùng, cái người bệnh nhân mau chóng khỏe mạnh. Và sau đó thì Trung cũng có chia sẻ và có nhớ, và chỗ anh Tài Ôn Thượng cũng là một người mà Trung đã có quen biết sau này, và cũng đã một người đi giúp thiện nguyện, và sau đó Trung có chia sẻ cho anh Tài, và anh Tài cũng đã có những bệnh nhân gọi là sau khi dùng cũng có tiến triển tốt, và anh Tài cũng đã có ngỏ ý là muốn gọi là chia lại cái sản phẩm này, chia sẻ cho bà con. Và anh Tài có thể nói vài điều về cái sản phẩm, về cái việc mà cái sản phẩm này khi mà anh Tài đã mới vừa cho bệnh nhân dùng thì đã có cảm nhận thế nào anh Tài ha? Thì đầu tiên mà lúc mà em giới thiệu về sản phẩm này á thì bà con là cũng chưa có tin, là nghĩ là em lấy trên mạng về bán không à, cho nên là người ta hỏi là nếu mà sử dụng không hết thì sao, thì đó em cũng không dám chắc ăn, tại vì em cũng mới biết về nguồn hàng à. Sau khi mà em theo dõi cái kênh của anh lâu rồi đó thì em mới biết được là bà con hiện nay là cũng rất là đang tin dùng về sản phẩm này bên là Cao Trung Sơn. Sau khi đó bà con đã có mua sản phẩm bên em là sử dụng, thì hầu hết là khi sử dụng hết một hộp rồi là người ta lại đặt thêm một hộp nữa, rồi tiếp tục đặt rất là nhiều hộp để đưa lại những mà dòng họ trong gia đình đó là ta sử dụng, thì được phản hồi rất là ok. Nó như vậy là cho nên là em mới ngỏ lời với anh là xin cho em xin được sử dụng sản phẩm này của anh, là nghĩa là đưa lên cộng đồng mạng để giới thiệu chia sẻ đến những bà con nào mà hiện nay mà gặp phải những cái chứng bệnh đó thì có thể là dùng loại thuốc này rất là tốt cho sức khỏe. Cái chỗ mà gọi là những video mà Trung trên kênh YouTube Cao Trung Vlog, những video mà quay bệnh nhân đó là những bệnh nhân thực tế mà Trung đi chia sẻ, cũng giống như hiện tại đây chỗ anh Ngân Phúc
cũng có những phản hồi và tích cực á, thì cũng là những mình video mà Trung có chia sẻ cho bà con. Và hôm nay thì có thêm một cái kênh YouTube của anh Tài cũng chia sẻ, và anh Tài cũng bán cũng cùng một giá bên nhà Trung thôi, cũng một giá bên nhà Trung thôi. Và cả nhà nếu mà yêu thích kênh Tài Ung Thượng Kiên Giang thì có thể là liên hệ để mà tin dùng sản phẩm này đến cho bà con mình nha. Dạ. Sản phẩm này thì 100% là sản phẩm của bên mà kênh vlog Cao Anh Trung, là đây là cũng là công ty của anh là Cao Trung Sơn, thì em là người mà được anh Trung tin tưởng là giao lại để mà gửi gắm đến bà con nào mà có bệnh mà về mà để sử dụng cái loại thuốc này cho tốt sức khỏe. Thì anh Trung cũng dặn em rất là nhiều điều khi mà giao thuốc là phải là trung thực, là gửi đến cho bà con là 100% là thuốc phải của ảnh, chứ không được bào chế riêng tư bất kỳ một loại thuốc nào đó mà để làm mạo giả hoặc là sản phẩm gì của ảnh. Thì ngày hôm nay thì em cũng may mắn là gặp được anh Trung ở đây, thì sẵn có sản phẩm đây thì em cũng muốn gửi đến cô chú anh chị, nếu có tin dùng tin tưởng ở hai anh em thì mua bên ai cũng được, bên em và bên anh Trung, bên nào cũng được, thì hai anh em cũng đều chung một sản phẩm giống nhau. Thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ, nếu mà cô chú anh chị mình đang xem kênh của Tài U Minh Thượng thì cứ liên hệ Tài U Minh Thượng để có thể là gửi lại thông tin. Anh Tài U Minh Thượng sẽ gửi thông tin của khách hàng của cô chú anh chị mình á. Bên nhà Trung sẽ liên hệ tư vấn cho cô chú anh chị. Đó cũng là cách để giúp anh Tài có thêm những cái có thêm những chi phí để mình đi làm thì giúp đỡ bà con cả nhà nha. Dạ dạ. Dạ. Ô hả, mấy hả hồng lớn hả? Hồng lớn rồi đó. Ô. Ngáp hả? Ngáp lớn luôn rồi đó. Mà ngày hôm nay gương mặt cái đỏ ghê không? Hồng hào ghê không? Cả nhà thấy nó đỏ và hồng đỏ, hào. Đỏ hồng hào. Ừ. Lúc trước là tái xanh nè. Mắt nó còn không dòm mình. Khóc rồi. Ngày hôm. Cảm ơn anh đi, nhờ thuốc của anh cho nó mà uống. Ừ. Ngày hôm qua kêu anh mừng đó nha, anh mừng á. Xong rồi khỏe. Chỗ nhiều bà nhiều người nằm một chỗ luôn, bây giờ ta đứng lên được đi được rồi đó nha. Cố gắng uống thuốc này nè, vô nè, hiểu chưa? Uống vô là sức khỏe mạnh lên, đứng lên đi lại bình thường, đi hát luôn đó nha. Nhịp trong tiền nè, lấy tay nhịp nè. Nhịp hả? Tính đi ca hả? Rồi vậy đi nha. Dạ thưa chú cô chú anh chị, đến đây một xíu clip để gửi tới đi cô chú anh chị mình hiểu thông tin. Cô chú anh chị mình nếu mà có đặt mua sản phẩm thì cứ liên hệ chỗ anh Tài, anh Thượng có số điện thoại của anh Tài để bên dưới màn hình cả nhà nha. Cả nhà cứ liên hệ và anh Tài sẽ chuyển thông tin qua bên vô chỗ nhà Trung để nhà Trung tư vấn. Tại bên nhà Trung có đội ngũ chuyên nghiệp, các bạn đã làm và am hiểu về sản phẩm để tư vấn các bạn cho cô chú anh chị mình hiểu rõ hơn. Dạ bây giờ thì chắc lẽ mình khép lại video đây anh Tài ha. Rồi em Tài cũng xin kết thúc video tại đây. Chúc cô chú chị xem video thật nhiều sức khỏe, làm ăn thành công trong cuộc sống. Em Tài ngừng video tại đây ạ. Dạ chúc cô chú sức khỏe, chào tạm biệt ạ. Dạ.